Đi thôi. Mẹ không cho Trung cái này vào được vào cái túi đấy. Được. Anh nghĩ cho Trung vào cho đỡ. Có ở trong đấy có cái rác. Trong này có rác không bác mấy đó? Từ túi này túi rác à? Đâu túi rác ở đâu nào? Từ rồi chơi đấy chứ. Túi rác đấy. Có một túi rác. Có một túi rác bỏ xem được túi nào. Có một túi màu rác. Có làm đổ hết rồi này. Tí thế. Có một túi rác đâu đây. Đây cái đỉnh rồi cái này thôi. Không, cái này bị không có đi không? Hết rồi. Túi rác đây hả? Không phải. Không túi rác không có. Hay lúc trước bây giờ nhỉ? Đây, đây, đi rác đây. Tại sao không trước rồi thì cũng còn một túi khác, nhiều túi lắm. Đây, cho túi đây, cho túi này, túi này, túi này, túi làm túi rác. Đi biển đi. Cầm cho cái này cho. Đi bố ơi. Đi. Đây đây đi biển. Đi. Còn một túi là túi gì nhá? Chắc túi quần áo. Đi chứ. Đi thôi. Trên tảng đá này có hang đậu quá. Trong đằng sau này có hang đậu, đi qua cái cầu này. Cái cầu nào? Em quay lại cho em tí đã. Cầu đỏ nhá. Ừ, cầu đỏ trong, con lên lên trên này có nhìn thấy. Hả? Nhưng mà không đi biển à? Có. Biển này thì không đi xuống được, bởi biển này nó sâu lắm, ngã trôi ra ngoài. Biển nhà mình biển có bãi cát thì mình đi được. Thỏ thấy bố bé không? Bố bé nhá. Bố bé. Biển này mới bắt cá được. Ừ. Bắt cá. Đi kia bố có vũng nước, ra đây bắt cá bắt cua. Nó cũng là biển nhưng mà nó trên bãi đá. Đi được. Ừ. Đây là cầu đỏ thấy chưa? Cầu này là đi vào hang động. Hay đi vào một tí ra luôn cho nó thoải mái nhỉ? Không. Bắt cá chưa? Bắt cá chưa thì xuống đây. Ừ. Ra biển thôi. Xuống biển thôi, ra biển thôi, xuống biển thôi. Cái tàu kia chạy gì nhiều thế? Nó chạy gì mà chạy mãi thế? Tí đi hang động cũng được. Sao cả? Ra biển thôi. Đi đằng này, tới đằng này. Có cá đang bơi này. Không, nhưng mà từ từ nó bắt con. Đi chỗ này nông hơn, bắt hơn. Đi ra chỗ này. Đây, đi xuống đây. Đi xuống đây kiểm tra chỗ này có không? Có cá không? Đây này có cá rồi đấy. Có một con đấy. Ở dưới vũng nước này này. Đứng bên sông. Thôi đi đi. Đi chỗ khác. À, đứng bên sông mà trong chú cò á. Nào đi, chỗ này gần quá. Đứng bên sông mà trong chú cò kia. À, đứng bên sông mà trong chú cò kia. Ngã đường nhỏ này. Cua này. Đâu nhiều cua quá nhỉ?
khẩu trang cất cẩn thận vào, đi ra cẩn thận đấy. Đấy, bao nhiêu củ rồi? Đâu? Này trên mấy trên này này? Đâu? Nó chạy hàng, chạy ra, chạy bảo hai bà con. Thôi đi chỗ khác, nó đã chạy rồi, đi chỗ khác. Đứng bên sông là trông chú cò. Đứng bên sông mà cơm chú cò kia. À, đứng bên sông mà trông chú cò kia. Chân bước dài cò ta đi mò. Đấy. Cái san hô nó mọc rồi kìa, mẹ Thảo kìa. Mọc quả cái đá luôn này. Đây này. Đó ở biển nhá. Đó ở biển đấy. Tôi đi chỗ khác, đi xuôi ra đằng kia xem nào. Tôi bắt cá. Bắt thì đi bình tĩnh, có nhiều chỗ bắt mà. Nào bố bắt cho. Kiểu gì cũng bắt được cá, con yên tâm. Đi lên, lên trên đường. Đi cho nó nhanh. Đi, đi ra đằng kia. Con cua là chết tử rồi. Đấy. Ôi nước nó xô lên trên này này. Ôi nước nó xô theo cái rãnh này lên này mày thả này. Đây. Đấy. Đứng bên sông là trông chú cò kia. Đúng không Thỏ? Cá, ui trên này nhiều cá thế nhỉ. Tí nước này nước đảo nó khác. Nước này nó ở giữa đảo nó có cát đâu. Đứng bên sông là trông đây cái nhà hàng trên kia kìa. Chân bước dài cò ta đi mò. Đây là xi măng à? Ừ, cái gì? Chỗ này không có đâu mẹ ơi. Chỗ này là nước nóng là không có. Nước phải lạnh. Nước nước mát mới có chứ. Chân bước dài cò ta đi mò. Ừ, cái gì ăn liền vội vã. Uống nước lã rồi lại. Cái gì? Kêu lên à? Ôi ôi ôi, nhức hết cả đầu. Đau bụng. Kêu. Hi hi. Suốt 3 ngày đêm. Bố liệu cháu trồng con. Ai trồng con? Mẹ thả trồng con á. Mẹ cháu trồng con. À, mẹ thả trồng con, mẹ hư. Nếu bố nào lạc về bố mắng nha. Yeah. Đấy, ở đây này, biển này xong xanh chưa? Nhiều cá chưa? Ôi mẹ và anh đi đâu nhỉ? Đây câu cá đây này. Đấy, câu cá đấy. Ôi mẹ đâu rồi? Ngồi đâu ra tận kia rồi kìa? Đấy, chị nhỉ? Cái gì ăn liền vội vã. Uống nước lã rồi lại. Kêu lên. Ôi ôi ôi, nhức hết cả đầu.